Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải một lần nữa em ơi. Và sau trận Tống Kim ngày hôm qua thì anh em cùng xem sơ qua, đây tiếp tục là một cao thủ hiệp khách đánh cho mình 108 mạng. Giờ đang như năm, giết 9 lần sơ và tử vong 27 lần. Và liên chạm 16, quá dữ luôn. Cho anh em xem sơ đồ của cao thủ này như thế nào và đánh khét dữ nha. Đây anh em ơi, tại hiệp khách thì đang là một giỏ đăng nữ này mà khá đa số là thấy anh em giỏ đăng nữ tầm này bằng những món đồ như thế này khá hợp lý nữa. Đây, một cái dây chuyền nhu tinh, một áo nhu tinh, một cái nanh một cấp cũng khá dữ, một nhẫn nhu tinh 24, một ngọc bội nhu tinh phòng thủ 25. Đó là một set nhu tinh cũng khá tương đối ổn này mà, áo sinh lực cũng khá pin, một cái nón kháng lôi 30 sinh lực cao, một bộ tay kháng lôi 30 được hai món kháng lôi, một nhẫn chón kháng họ 19-30 kèm với cái vũ khí này thì được 80 chón rồi nè. Cái vũ khí lăng tuyệt lôi sắc được trong nội công 250 và sinh lực lực 200 như năm đó, 80 chón. Đai lưng thì phòng thủ lý 15-20, giày phòng thủ lý 17-30 thì đang có cho mình là 50 chậm kèm với cái này là 90 chậm và 90 chậm và có thể nói là 80 chón 90 chậm. Đó, có thêm áo nhu tình đánh khét gơ này mà. Khải cũng bữa khẳng định mang set nhu tình đó, nhưng mà Khải chưa trải nghiệm set nhu tình. Rồi, nói chung là set đồ này cũng khá là đẹp anh em ạ. Set này đang top 18 trên mày, chắc là nằm trên top giả đàn không? Hiệp khách. Ồ, như là chưa cập nhật luôn em ơi. Chưa cập nhật lên cái giả đàn luôn em ơi. Set này top 18 mà Khải nghĩ chắc phải ít nằm top là bình thường nè. Không có nằm top chắc là chưa cập nhật. Ít hôm sẽ cập nhật sẽ rõ hơn nha em. Thì hiện tại này mang hai món khăn lôi, một set nhu tình. Set nhu tình và một món kháng họ, chó kháng họ, một phòng thủ lý, một dạng thủ lý và một ấn kháng họ 24, một cái mặt nạ kháng cảnh 5 và một cái sinh lực 200 từ trang sức, một con ngựa kháng cảnh 5 đó. Thì nói chung thì ạc này cũng khá ok nè mà. Khải thấy võ đang tầm này cứ khải thấy nhiều anh em đi xét nhu tình khá là hiệu quả nha. Rồi anh em xem video thì đừng quên đỡ lại cho cao thủ hiệp khách này một like chia sẻ hỗ trợ nha năm, một like chia sẻ hỗ trợ nha. Tiếp đến những trận sau Khải sẽ tiếp tục soi đồ những cao thủ tiếp tục cho anh em xem. Có gặp được cao thủ nào Khải soi tiếp tục cho anh em xem. Chung là một cái đánh cũng có từ ý với cái áo rồi. Rồi, ok nha nè. Set nhu tình này á, set nhu tình này khoảng tầm một set nhu tình này Khải nghĩ chắc khoảng tầm 1,5 triệu đến 2 triệu set này. Set này cũng khá tương đối đẹp. Cái áo thì khoảng 15 kim, ngọc bội khoảng hơn 10 kim, khoảng 5 đến 7 kim, 7 đến 10 kim thì xe bộ này tầm đó anh em. Thì cả bộ này Khải nghĩ sẽ khoảng hơn 1,5 triệu bộ này. Còn cái vũ khí này thì khoảng hơn 1,5 triệu. Hai món này thì rẻ thôi, không có mắc lắm. Vài trăm nghìn. Đai lưng cũng vậy, giày cũng vậy. Cái ấn này thì hơn 1,5 triệu này anh em. Chung là tổng set đồ này cũng trên dưới gần hơn, Khải nghĩ chắc hơn 7 triệu. Cả ngựa nha anh em. Con ngựa này khoảng server chắc khoảng hơn 2 triệu. Rồi, anh em xem video đừng quên đỡ lại cho cao thủ hiệp khách này một like chia sẻ ủng hộ chơi nữa mày. Và kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha. Đó. Những video tiếp theo Khải sẽ cố gắng soi đồ nhiều cao thủ nữa cho anh em xem. Sau khi gộp server thì sẽ có rất nhiều cao thủ mới nha anh em. Anh em xem đừng quên cho một like nha.